Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 7149899911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến tin tức đó là cơ quan FDA đã chuẩn thuận cho cái loại thuốc, cái version của Narcan đó. Narcan từ trước đến giờ là thứ nhất phải có toa bác sĩ và thứ hai là phải chích vô người. Thì bây giờ cái loại mà sắp sửa được FDA bán over the counter đó thì không phải chích nữa mà là cái loại mà xịt vô mũi thưa quý vị. Và cái liều lượng đó thì nó cũng giống như là nhẹ bớt một ít hơn so với cái loại mà chích thẳng vào người. Thì phía cơ quan FDA họ nói là đa số những cái trường hợp người trẻ hay là tuổi teen mà nó bị overdose ở trong nhà đó thì 70-80% là có người lớn ở trong gia đình, nhưng mà bởi vì không có cái Narcan ở trong nhà, họ phải gọi cấp cứu, rồi nhiều khi đến khi cấp cứu đến đó là quá trễ rồi, 80% không cứu được nữa. Thì bây giờ nếu như gia đình nào mà biết là có người ở trong nhà bị nghiện, chưa có cai nghiện được, thì mua một cái hộp này dự trữ ở trong nhà thì cái cơ hội mà cứu được người đó nó cao hơn rất là nhiều. Thì phía cái công ty mà sản xuất cái loại Narcan này đó, họ cho bây giờ đó họ không có báo giá ở bên ngoài được. Tuy nhiên một cái hộp mà Narcan loại mà chích vào trong người bây giờ đó, một hộp là 2 ống thì đang được bán với giá 130 Mỹ Kim. Thì bây giờ cái liều lượng nó ít hơn, và cái loại mà hít giống như là xông mũi đó thì chỉ có một thôi, thì có thể là giá nó thấp hơn một tí, chắc chưa đến 100 đồng thưa quý vị. Và tin quốc tế ngày hôm nay cho biết Tổng thống Ukraine Zelensky vừa đưa ra lời mời đối với Tập Cận Bình và hai bên đã có bắt đầu có tiếng nói. Hãng thông tấn AP sáng nay loan tải một bản tin sau khi phỏng vấn ông Tổng thống Zelensky. Bên phía Zelensky nói rằng trong thời gian qua đó, cả một năm nay, trước khi mà xảy ra cái vụ tấn công của quân Nga đó, và sau đó khi mà Putin đưa quân vào Ukraine, ông đã từng nói chuyện với Tập Cận Bình. Nhưng mà từ đó đến nay, kể từ khi chiến tranh diễn ra đến giờ phút này, thì hai bên không còn có một con đường ngoại giao đối thoại nào nữa hết. Điểm đáng chú ý thưa quý vị, Tập Cận Bình đã thăm Moscow. Mà trước khi thăm Moscow thì ngay cả bên phía Ukraine cũng đã ngỏ lời nói rằng nếu mà ông đến thăm Nga được thì tại sao không ghé qua Ukraine. Ngày hôm nay Tổng thống Zelensky nhắc lại lời mời đó qua cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn AP. Ông nói thêm rằng chúng tôi muốn mời ông Tập Cận Bình đến đây để nhìn thấy được đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh như thế nào. Thêm một điểm nữa đó, mới đây thì theo lời ông Zelensky, sau cuộc gặp gỡ với Tập Cận Bình thì dường như không có đạt được một cái sự đồng thuận nào. Có thể thôi là Putin đã ngỏ ý nhờ vả Trung Quốc bán vũ khí cho Nga để cung cấp vào cái số lượng vũ khí đang kiệt quệ mà các quốc gia khác không cung cấp được. Thì chưa biết được trong cái cuộc thảo luận đó kéo dài 2 ngày trời, mà mỗi lần nói chuyện với nhau như vậy là khoảng 4 tiếng đồng hồ, thì ông Zelensky đó, theo quan điểm của ông, nói với hãng thông tấn AP có lẽ như là đã không đạt được một cái sự đồng thuận nào khiến cho Nga ngay sau cuộc gặp này lại sử dụng vũ khí nguyên tử để đe dọa Ukraine. Ngày hôm qua, thưa quý vị, Nga tuyên bố sẽ thiết lập hệ thống hỏa tiễn có thể mang đầu đạn nguyên tử ở bên Belarus.
Belarus là quốc gia nằm ở phía bắc Ukraine và cũng giáp giới với Nga, và vì vậy là một phía mà sẽ gây đe dọa cho Ukraine. Phía Nga bây giờ thì đặt cái hệ thống hỏa tiễn ở đây. Belarus trong thời gian qua là đồng minh thân cận nhất, bởi vì cái tên tổng thống của Belarus đó lại là kẻ độc tài và vì thế nhận được sự yểm trợ mạnh mẽ từ Putin. Bên phía Zelensky gửi lời mời thăm ông Tập Cận Bình, và sáng ngày hôm nay bà Mao Ninh, phát ngôn viên của phía Trung Quốc, tuyên bố chúng tôi biết được cái tin này, nhưng bây giờ thì bà không có bất cứ một thông tin cụ thể nào để có thể nói với các ký giả. Có nghĩa là bà trả lời một cách bâng quơ, nói rằng nghe thì chúng tôi biết được là bên phía Zelensky có ngỏ lời mời ông Tập Cận Bình đến thăm Ukraine, nhưng mà bà thì không có nghe gì hết từ phía Tập Cận Bình. Cái khó cho Tập Cận Bình ở đây, nếu mà đến Ukraine á, là xem như giống như là cái cuộc gặp gỡ giữa Tập Cận Bình với Putin là không còn ý nghĩa gì cả. Mặc dù Tập Cận Bình đến với Nga cũng bàn về 12 điểm mà Tập Cận Bình đã từng đưa ra trên lộ trình hòa bình cho Ukraine. Chúng ta còn nhớ 12 điểm này, bao gồm đó là tôn trọng chủ quyền và yêu cầu cả hai quốc gia ngừng bắn. Thì ông Tập chắc chắn là đề cập đến điểm hòa bình này và thuyết phục Putin có cách nào đó để đi tới bàn đàm phán với Zelensky hay không. Nhưng mà ông Putin trả lời với Trung Quốc rằng với điều kiện là Zelensky phải chấp thuận Crimea và chấp thuận 4 vùng ly khai mà chúng tôi đã tách rời ra và công nhận là thuộc chủ quyền của Nga. Đến lúc đó thì Nga mới ngồi xuống bàn đàm phán. Và qua đó chúng ta mới thấy đó, ông Tập Cận Bình rời khỏi nước Nga chẳng có một cái thông tin gì khác hết. Hai bên chỉ nói chuyện, chúng tôi sẽ, Nga vẫn là đồng minh thân cận với Trung Quốc, chúng tôi vẫn tiếp tục mà các mối dây liên lạc và hợp tác với nhau, vân vân, rồi nói chuyện về kinh tế, không đề cập gì đến cái lộ trình 12 điểm. Rõ ràng là ông Tập Cận Bình thất bại cho cái việc thuyết phục Putin, và thất bại thuyết phục Putin thì ông bỏ đi, bỏ về, và không có hứa hẹn gì với Nga. Putin thì nói rằng không đề cập đến con đường hòa bình mà chỉ muốn Trung Quốc nhân cái chuyến công du này cung cấp vũ khí. Trung Quốc không làm được điều như thế, bởi vì bây giờ cung cấp vũ khí là chắc chắn Hoa Kỳ sẽ có hành động đáp trả. Chưa biết được ông Tập Cận Bình có thực hiện cái chuyến công du Ukraine này không, nhưng bên phía Zelensky thì rất là muốn. Và thưa quý vị, mới đây ở tại Houston, Texas, có một phụ nữ, cô có một cái căn nhà, có thể là cô ở xa, không có trông nom được cái căn nhà này, để đó một thời gian giống như giao cho thuê nhưng mà không cho thuê được. Thì bây giờ bất ngờ một ngày đi đến, phát hiện là cái nhà bị một đám người vào chiếm ở, mà bây giờ đó không đuổi đi được. Cô gọi cảnh sát không giải quyết, mà bây giờ đó phải thuê luật sư rồi tốn tiền để mà thực hiện cái quá trình gọi là đuổi người, mà có thể là nếu mà xui xui đó có thể còn bị kéo ra tòa nữa thôi quý vị. Thì nó lại dây dưa đến cái vấn đề mà giống như cái tình trạng của một cái ông ở Iowa mà tháng trước chúng tôi có đưa, là bị chiếm dụng đất rồi trở thành ra là bị sở hữu ngược luôn đó thưa quý vị. Thì bây giờ cái chuyện của cô này cũng giống như vậy. Thì cô này hình như chắc là gốc Việt thưa quý vị, tên là Linda mà cái họ là Giang. Thì đây là căn nhà của cô Linda ở thành phố Maryland, Texas. Cô để trống, và cái người phụ nữ mà gốc Phi Châu mà quý vị đang thấy đó là thuộc một cái nhóm người đã vào ở trong căn nhà của cô. Thì chuyện nó là như thế này, cô Giang cổ nói là cổ giao thuê cái căn nhà này đó là 3.600 một tháng, nhưng mà giống như một thời gian dài rồi không có cho thuê được, và vợ chồng cô cứ để đó. Nhưng mà có lẽ là giống như cô ở xa cho nên là cô không bao giờ cô đến cô thăm nom hết. Hai tuần trước, cái khu HOA ở khu vực này đó, họ gửi thư yêu cầu là cô phải dọn dẹp rác ở ngay cái driveway, chứ nếu không là họ phạt. Thì lúc đó cô mới đi đến, cô dùng chìa khóa mở cửa vào nhà, thì cái hình ảnh giống y như trên video quý vị thấy, là
bất ngờ ở trong nhà, 5 người đã ở trong đó rồi và mỗi một phòng đó là không có giường với tủ, là không có giống như, đúng rồi. Thì như quý vị thấy là cái dạng mà cái họ gọi là air mattress, đó là cái loại mà thổi hơi để mà vô mà ngủ thôi đó. Thì cái thế là cô hỏi, thì cái người đứng đầu trong cái nhóm đó đó đưa ra một cái tờ giấy kể một cái câu chuyện thôi quý vị, là ô tôi có ký lease với một cái người nào đó và tôi trả tiền thì giờ chúng tôi vào đây ở. Cô này cô đâu có chịu, thế là cô gọi cảnh sát. Nhưng mà bây giờ đó, một khi cảnh sát đến mà họ cái người kia ở trong nhà đó mà đưa lease ra có một cái câu chuyện, thì cảnh sát bây giờ nói là đây là một cái vụ dân sự rồi, hai bên tự giải quyết với nhau đưa ra tòa. Thì cái chi tiết nó như thế nào chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin tức này, và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.